sao tình xưa lại vô tình gieo đớn đau, sâu vào tim mang cay đắng vô vàn. Bên giờ anh tháo chiếc áo công nhân, xe về lúc 6 giờ chiều, mưa ngang vai lạnh buốt tay chân, khiến cho đôi mắt mờ đều. Sợ trời khuya nên khá nhanh chân, túi còn vài trăm sống không được nhiều. Mọi người ơi, ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều bạn khán giả đã comment, và các bạn khán giả mong muốn rằng hai rapper ngày hôm nay có thể thể hiện lại ca khúc này. Ok Một bài luôn nha anh. Em đang muốn nghe bài đặc biệt này, quá là hay luôn. Một bài hả? Là dạ. Là sao? Là Tika anh hát xong rồi anh dạ, rap. Đúng rồi. Ừ. Hát luôn đi. Mưa dần tan, bao lẻ cây đã ngừng rơi, hoa hồng đêm đang phai tàn theo làn mây. Đi về đâu lê bàn chân khi đã quá muộn màng, nhìn em trong màn sương rơi xa. Em thương em nhớ, em quay về với tôi, em mang giọt sầu trên đầu môi. Hoa kia không sắc, không hơn màu phấn son, bao năm em đổi thay hơn nhiều. Dù đời bạc trắng lấp lúc dối dàng người ơi, dù đời đã không cho ta những gì mình mong, lòng này lại nhớ phố vắng nắm tay cùng nhau, nhìn cần nồng phai sầu cùng với đêm dài. Em đã sai lại cần sai thật nhiều, tôi chỉ mong là trong đời không có em. Quên thời gian xưa người xem là muộn phiền, chẳng ngoài hiền khi màn đêm trên miên. Em đã sai lại càng sai thật nhiều, tôi chỉ mong là trong đời không có em. Sao tình xưa lại vô tình gieo đớn đau, sâu vào tim mang cay đắng vô vàn. Bây giờ anh tháo chiếc áo công nhân, xe về lúc 6 giờ chiều, mưa ngang vai lạnh buốt tay chân, khiến cho đôi mắt mờ đều. Sợ trời khuya nên khá nhanh chân, túi còn vài trăm sống không được nhiều. Chỉ vỏn vẹn hai phần cơm ngon, mấy món em thích kèm ly bà xỉu. Anh đâu cần kinh tế giàu to, bình dân cùng em mà sống. Tất cả miền đời họ cứ dằn co, tối về em nấu chén canh gà nóng. Anh không muốn trong căn nhà trống, thiếu em thì anh buồn so. Mà dẫu biết đời mình khó mà cố, không tin là số mình cứ phiền lo. Ai gì thế? Yeah, mọi người, và đó chính là ca khúc Hồng Tài. Thằng ngày hôm nay thực sự mà khi mà em được nghe ở đây thì em thấy được là cái ca khúc này nó rất là hay. Và cái lời nha mọi người, nếu mà mọi người để ý những cái lời mà anh Jumbie rap đó, thì nó thực sự nó rất là sâu sắc, và nó có cái sự bình dân và mộc mạc của Westside, của miền Tây ở trong. Ôi đó ta. Cũng có một vài ý kiến nhận xét là như giọng của Ân Hoàng Phúc và giọng của anh Tikan thì có cái nét nó hơi giống nhau. Thì anh nghĩ sao về cái lời nhận xét của mọi người ạ? Dạ, mọi người nhận xét như vậy là cũng đúng một phần. Tại vì lúc trước em nghe nhạc Ưu Hoàng Phúc từ rất lâu. Từ album, những album đầu tay của Ưu Hoàng Phúc mà em đã nghe rồi. Dạ. Và anh Ưu Hoàng Phúc thì bây giờ cũng có ra những cái sản phẩm, những cái phim ngắn mà có phần ca nhạc ở trong đó nữa. Em thấy là cái chất giữa hai bên đó, em nghĩ là cũng sẽ hợp nhau. Thì mọi người có nghĩ là một ngày nào đó nếu mà có cơ hội thì mình sẽ hợp tác cùng với Ưu Hoàng Phúc trong một cái sản phẩm như thế nào không ạ? Dạ, nếu như mà tụi em có cơ hội vậy thì quá vinh hạnh. Em được hợp tác với những cái người anh lớn, những cái người chuyên nghiệp hơn mình. Những người có thể là hiểu nhiều hơn mình trong cái giới nghệ thuật. Để mình vươn xa hơn thôi. Yeah. Và cũng có rất là đáng mừng, đó là rap hiện nay là một dòng nhạc rất là hot trend, đang rất là thịnh hành và được mọi người yêu quý. Thì đối với lại hai rapper ngày hôm nay của chúng ta thì mọi người nghĩ sao về những chương trình nhạc rap vừa qua ạ? Theo anh nghĩ thì chương trình rap Việt làm ra thì đưa mọi người đến gần với cái dòng nhạc này hơn, kể cả từ người già đến người trẻ. Mình nghĩ là cũng có thể là làm sáng được nhiều rapper trẻ hơn và họ phát triển cái hướng đi tốt. Thì cảm thấy là hai chương trình khá là thành công.